xong cái khóa này đó thì ngoài cái vấn đề mình biết về mặt không tương yếu thì mình phải biết một cái pháp hành nó tương đối chi tiết ha, nên là muốn hành thì hành đó. Mà thật sự cái pháp hành này tôi cũng được ông thầy ổng qualify để mà truyền cái pháp này đó. Thành ra nếu mà mình bất khả dĩ mà mình không có tham dự được hết đó ha, thì có thể sau cái khóa này thì thầy Pháp Chánh ổng ra mấy cái băng MP3 này kia cái gì nghe để bổ sung những phần thiếu sót. Vì những gì nói qua rồi thì mình sẽ không lặp lại tại vì không có đủ thời giờ. Tương đối nó rất là dài. Trong này thì sẽ có một buổi mình sẽ tập một cái bài nó gọi là bát băng băng dược công để khai mở kinh mạch nữa. Nó cũng thuộc về cái bộ của mật tông. Thì học từ từ nha. Nó có những gì động tác để điều thân này kia nó rất là nhiều. Như hồi sáng mình học về cái tam mật tương ưng á, đây là tương ưng, tức là tương ưng được các những cái gọi là cái phật tánh, tánh không, tức là tương ưng với pháp thân, tương ưng với cái báo thân, tức là tương ưng với tất cả những công đức của chư Phật và chư Bồ Tát, và tương ưng với các sắc thân, hay là tương ưng với tất cả những cái bản nguyện mà nó viên mãn trong thân tướng của chư Bồ Tát. Như hồi sáng mình giải nghĩa sơ lược thì mật tông nó không phải là một cái pháp bùa chú theo quý vị nghĩ, nó chỉ là một cái gì là cư phù ấn chú cầu đảo, cái này không phải là vậy. Nhưng mà mật tông trở thành như vậy đó, là tại vì quý vị học mật tông mà nó không được viên mãn, tức là không được, không hiểu được cái tất cả những chư vị bổn tôn, tức là bổn tôn trong này từ Quán Thế Âm, Văn Thù, Địa Tạng, A Di Đà, Dược Sư vân vân, đều là những thân tướng ảo quá, quá hiện không có thật, luôn luôn trong cái tâm tưởng của người học mật tông phải luôn luôn học quá tưởng bổn tôn, mà luôn luôn có cái tâm rằng là bổn tôn này là từ tánh không mà xuất hiện, cái bản thể không thật, tất cả bổn tôn là đều là một đồng một tánh, đó là tánh không. Học như vậy để làm chi? Nếu bổn tôn mà thành một cái tướng nhất định á, cái thức tâm của gì tập hoài đó thì quý vị trụ cái tướng đó hoài đó, sau này chết đó, cái tướng đó nó trở thành là cái đi tái sanh của mình, cái nghiệp của mình. Mà cái tướng của bổn tôn là tướng đẹp, chư thiên cũng tướng đẹp giống như vậy đó, đối với gì sẽ sanh chư thiên. Thì khi nào quý vị thoát được cái vấn đề sanh chư thiên là khi nào quý vị ngộ nhập, luôn luôn học với cái tâm của Bát Nhã Ba La Mật, tức là tất cả bổn tôn đều là pháp thân quá hiện, tức là bản thể không thật. Đó. Quá tưởng rất là nhiều nhưng mà cuối cùng đều phải nghĩ rằng là đều là cái sự quá hiện để là gặp chúng sanh. Khi mà vậy mà học mà luôn luôn đến cái tâm tưởng như vậy mà hành trì pháp môn mật tông á thì nó gọi là hành trúng. Còn cái gì mà bỏ cái chánh kiến này rồi hành trì đó, là chắc chắn là trước sau gì là đi ngang hoặc đi xuống thôi chứ không có đi lên. Mà cái này đó thì thực sự ra tất cả dòng phái mật tông đều giảng dạy và đều nhắc nhở, chứ mà không phải là mình nói là riêng ngày bữa nay tôi nhắc nhở không. Nhưng mà có một cái là tại vì cái gì, những ngôn ngữ của Việt Nam nó không có người Việt Nam, ví dụ như mình học mật tông là học qua Tây Tạng hay là học qua Nhật Bổn thôi, chỉ có hai dòng chánh đó thôi. Mà ngôn ngữ thì nó bất đồng, thành ra nhiều khi những gì thầy giảng dạy họ nhấn mạnh nhưng mà mình không có hiểu. Thì cuối cùng nó học mật tông giống như là một, cuối cùng học mật tông đó, mà cuối cùng như là một tôn thờ một thần linh vậy đó. Mà không ngờ rằng là mật tông đó là cái tôn thờ cái căn bản trí, cái tâm của mình, cái tâm thanh tịnh của mình. Do quán cái hình tướng của mật tông mà mình bật cái tâm nó trở lại, bật tất cả công đức của cái tâm của mình nó phát sanh trở lại. Giống như ngày Tổ Quán Năng nói là nào ngờ bản tâm mình có đầy đủ công đức, nào ngờ cái tâm của mình hồi nào hàng thanh tịnh. Thấy không? Tức là nhờ cái pháp tu mật tông để mà biểu lộ những cái năng lực của mình ra. Còn cái sự gia trì của chư Phật Bồ Tát là một cái sự phụ trợ mình nương tựa thôi. Nếu vậy đi cái gì đúng gì đó, gọi là đi đúng mật tông để tập vào con đường giải thoát. Còn cái gì mà sai cái tri kiến đầu tiên đó, là tri kiến là mật tông quá hiện mà không có thật. Tất cả những đàn rằng, những ấn chú, những pháp, những chú ngữ là đều sự quá hiện nhưng mà nó là âm gian, như âm thanh là âm gian không thật. Thì quý vị cuối cùng quý vị sẽ tạo thành nghiệp. Khi quý vị cho cái gì chắc thật và mới tập đó là quý vị tạo nghiệp. Vì tạo nghiệp đó thường thường đó là nó không được cứu cánh giải thoát, mà thường thường đó là nó sanh trở lại trong các cõi giới. Nhớ như vậy.
À, từ cái cơ sở đó đó thì mình bắt đầu tu mật tông được. Còn bây giờ còn cái gì mà bỏ vào cái cơ sở đó thì cái gì tu là tức là đối với một cái tri kiến không có trúng như thật thì cái gì cuối cùng mà sẽ lạc vào vào các cõi chư thiên nếu cái gì tu tu cũng tu hiền. À, tại vì thường thường tu mật tông quán tưởng rất là nhiều, thành ra đa số người ta sẽ đắc định nhờ mật tông. Thấy không ha? Rồi vì có đắc định nên người nho cái lực định nó mà sanh chư thiên, và do cái tướng thích đại của mình cấu kết bằng thân tướng tốt đẹp thì sanh vào chư thiên có phước báo vậy thôi. À, còn nếu mà mình tập về bổn tôn dữ thung ngộ này kia đó à, thì thành ra quỷ thần à, nghĩa là thần dương này kia đại khái có cái sức mạnh rất là lớn do năng định mà sanh à, mà giải thoát thì không giải thoát được nhớ. À, thành mục đích học mật tông để làm cái gì? À, mật tông là noi nương tà vào cái phương tiện muốn quá độ chúng sanh của chư Phật và Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát quán sát chúng sanh nó có 5 loại căn tánh khác nhau. À, có người thì tham nhiều, có người thì sân nhiều, à, có người thì vô minh nhiều, nó gọi là ngu si nhiều, à, có người thì tâm nghi nhiều, à, có người thì ngã mạn nhiều. À, mà hiện là năm cái vị Phật, hiện thành năm một cái vị Phật gọi là Phật căn bản của Phật tông, tạo thành năm bộ à, để mà quá độ chúng sanh. À, trong năm bộ đó tùy theo căn tánh chúng sanh nha, nghi mà nó có vừa nghi mà vừa có mạng thì đương nhiên là sanh ra một loại bổn tôn khác để vừa giải cái nghi cái mạng, thì một bộ như vậy đó nó lại có năm bộ nhỏ à, thành cuối cùng á tổng cộng hết cái mật tông như vậy đó là tất cả là có 25 cái bộ phái để mình đi à, để gọi từ từ mình sẽ học tới cái đó, mình sẽ nói rõ là gì cái bổn tôn có bao nhiêu bộ, trong một bộ có bao nhiêu. Giờ mình học cái khái lược để mình có cái nắm cái tổng cương và mình có cái tri kiến để mình nếu mình đi thì mình không lạc. Mà toàn bộ cái giáo lý mà tông dạy cho vậy là dạy gì thiền định à, chứ không có dạy gì khác ngoài thiền định hết trơn. Vì muốn thể nhập một cái pháp bổn tôn nó trở thành pháp rồi chứ nó không có trở thành ra một cái tướng như mình nghĩ nữa. À, cái pháp đó nó có cái công năng để mà nó khơi dậy tất cả những cái năng lực của căn bản trí của mình, nó thành tựu hết tất cả năng lực thanh tịnh năng lực công đức một cái hồi nào tới giờ mình có, nó dịu nó ra ngoài à, thành ra chỉ có cái năng lực thiền định nó mới đủ sức nó đè hết tất cả những thằng não thanh si xuống à, để cho cái căn bản trí của mình nó đủ sức nó hiển lộ ra. Thành ra toàn bộ tôi mình nó tu tất cả cái tánh tốt và là mặt bằng cách nó thiền định vào cái đức tánh của cái Phật thân, đức tánh của Bồ Tôn à, rồi nó đọc thần chú để mà nó đầy đủ hết tất cả sáu mấy cái diệu dụng của ngữ ngôn à, và nó tập hết tất cả những cái tâm thiện của chư Phật và Bồ Tát à, trong đó cái cứu cánh đó là cái tâm không à, để mà làm tất cả các pháp gì chúng sanh mà không có cái bản ngã à, nó khó chỗ đó. Thấy không? Thành ra mình coi là sau này thực sự tôi cũng có học Mật tông lâu à, và một số huynh đệ Mật tông cũng có rất là đông chứ không phải là ít, nhưng mà dòm lại để mà thoát khỏi cái năng lực mà dính vào bản ngã thì chưa có người nào hết đó. Mà lý do là tại sao như vậy là thực sự là tại vì họ không biết, chứ không phải là họ biết mà họ không tập. Tại vì tất cả những thầy Mật tông ở đây giảng rất là ngắn gọn thôi, gần như họ làm lễ rồi họ về. À, lễ rồi không thấy thấy cái quyển kinh đó, nó kêu đọc đọc rồi về, không bao giờ giải thích. Thấy không? Thành thử ra tất cả những anh em huynh đệ trong Mật tông á đều không có hiểu cái họ tập cái Mật tông với mục đích gì. Cuối cùng họ chỉ cái mật tầng tâm với cái năng lực để phát sanh cái phương tiện thôi, tức là cái năng lực để mà có thể làm lợi lạc người khác, có làm lạc cho chính họ vân vân. Mà tập cái năng lực đó thì đối với mật tông nó trở thành phù thủy, nó không có nghĩa cái gì là cứu cánh giải thoát đó, thấy không? Rồi nếu mà làm được một cái chuyện gì ha, mà được đó, thì cái tâm ngã mạn phát sanh, thấy không? Đó, thành ra cứu cánh mật tông á nó giải thoát thì không thấy, mà càng ngày càng ràng buộc, rồi càng ngày càng ngã mạn, rồi càng ngày càng giận hờn đố kỵ nhau à, mà cái lỗi này không phải là pháp mật tông nó sanh ra cái đó, thấy không? Mà cái lỗi rằng là gì, cái tri kiến họ đi vào mà họ không có đi vào đúng như là cái sự thật của mật tông à, à, bởi vì khi tôi giảng như vậy tôi cố tôi giảng nhiều về cái phần này, bởi vì quý vị nắm được cái phần mà như họ sáng trình bày á thì quý vị đi vào tông thì mới không bị chướng ngại, thấy không? Còn quý vị mà không nắm được cái đó
thì 10 người đi là mọi người rớt đài. À, huynh đệ tôi nhiều lắm, phải nói huynh đệ nhiều lắm mà thoát cái khỏi cái dòng mà cái kiến này chưa một người nào thoát đó. Chưa một người nào thoát ra, nó khó gì vậy đó. À, mà mình coi lại đó, có phải mấy thầy mà tông giấu không thì không thầy nào giấu cả. Kinh điển họ nói là luôn luôn họ nhấn mạnh cái đó, họ nói cái đó, họ nói cái đó, họ nói cũng có nhận thoát, họ phải tập tâm đại bi. À, họ tập nó nói là mình nói phát tâm là gì, tôi tu mật tâm là nương cách là nương vào các bổn tôn, nương vào các vị Bồ Tát để giải thoát chúng sanh. Không hề nói tới một chút xíu nào cái bản ngã còn ông hết á. Thấy không? Đó. Nhưng mà rốt cuộc thì mình tập là cái gì? Toàn là cái bản ngã mình nó phát sanh không à. Cái lỗi đó là không phải là cái lỗi của mật tâm, mà cái lỗi là tại vì lý thuyết mình không vững. À, thành sự là khi mà tao nói lý thuyết tôi cứ nhấn mạnh cái này hoài và ông hậu quý vị đi ngang ngang qua tới cuộc tập tôi nhắc tới hoài để cho quý vị phải có luôn luôn cái cảm tưởng rằng là nó không còn là pháp quỷ thần nữa, mặc dầu cái năng lực nó phát sanh giống như năng lực của quỷ thần vậy đó, cái năng lực đó bản thể đó là cái tâm của mình. Cái nào quý vị thấy một người họ tập về thiền định đó, họ có cái tâm họ điều khiển vật chất được mà, thấy không? Ngay nói cái từ miên thôi đã điều khiển người khác được rồi. Cái tâm bình thường của mình nó có năng lực rất là vĩ đại nhưng mà nó chưa phát sanh được thì mình chưa có cái pháp nào để triển khai nó ra. Thế là họ đương vào cái mặt tông để mà khai triển được cái phương tiện thiện xảo công bằng công đức của cái vị Bồ Tát. À, và đồng thời để họ đạt được cái trí tuệ cùng tột của cái vị Bồ Tát, tức là cái trí tuệ của tánh không, mình nói là cái pháp giới của tánh tí của họ. Thì quý vị nắm kỹ cái đó để mà bắt đầu mình nói, bắt đầu chi tiết mật tông sau này thì nhiều khi mình không có thời giờ để mình nói tới nữa. Giờ nó phát hành thì khi nó không có thời giờ nữa thì cái bổn tôn là thiệt không, mà tất cả cái gì đó là thiệt hết đó. Đó, thành ra bây giờ vì vấn đề đó, cái lối mật tông là cái gì, là nương tựa vào một vị Bồ Tát. Mà cái này nó gọi là bổn tôn, mà gọi là bổn tôn tức là một vị tôn quý mình lấy làm chánh, nó gọi là bổn là căn gốc căn mãn. Thành ra khi mà mình nương tựa được một vị Bồ Tát mình tu á, thì bổn tôn đó nó không trở thành bổn tôn nữa, mà nó trở thành cái pháp. Mình tu để mình trở thành gì đó, cũng như là sáng mình nói chứ mình pháp chủng đề, tức là để mình trở thành đích chủng đề, chứ không phải là mình trở thành một người lệ thuộc vào ngày chủng đề để mà cầu xin ngày ban bố cái này cái kia. Mình tu đức pháp dược sư để mình trở thành ông Phật dược sư, chứ không phải là mình tu vào cái kia. Thành ra nó có cái nghi thức quán đảnh. Quán đảnh cũng như là ông vua mà ông đảnh cho đứa con của ông gì đó, quán đảnh tức là làm cái ngôi phong dương cho đứa con, tức là đứa con nó trở thành hoàng tử nhưng sau này nó sẽ thành ông hoàng. Thành ra quán đảnh mục đích đó để mà khơi dậy cái căn bản trí của mình, một số tất cả những cái bản nguyện giống như bản nguyện của bổn tôn, để mình nương vào cái đó để mình tu, để mà dễ thành tựu được tất cả những cái gì của bổn tôn. Thì trên nguyên tắc cái lời bắn đảnh đang nói là gây tạo một cái chủng tử của vị Bồ Tát đó trong tâm của mình, hay gây những cái chủng tử cái bản nguyện của vị Bồ Tát đó trong tâm của mình. Nếu người đó trong những kiếp quá khứ đã từng liên tục tu hành cái pháp đó thì ngay cái lời bắn đảnh đó không á, thì có thể nhiều khi họ có năng lực liền. Cái năng lực đó nó khi được khai mở là nó đầy đủ cái năng lực của một vị Phật, họ khai mở liền và họ có năng thần thông liền. Thì chẳng hạn như mình coi là chẳng hạn như Tây Tạng Huyền Bí hay gì cái Trần Hữu Kiệt đó, hay là mấy cái quyển sách đó, thì cũng có những đạo sư Bà La Môn thôi nha, mình nói là Bà La Môn thôi, cả đời là đi làm ăn, bây giờ con không có biết gì hết trơn á, nhưng mà cái nhân viên đưa đẩy đầu lên núi Giết Sơn rồi ông thầy ông làm một cái lễ, một cái là bao nhiêu thần thông nó phát hiện liền, trở thành ông thầy liền chứ không có phần tu tập gì nữa trơn. Thì ông thầy lúc đó lại ông mới nhắn, ông mới nói một cái điều, ông nói hồi xưa con đã từng tu tập như vậy rồi, nhưng mà con có chấp một cái điều rằng là sau này con sẽ ở trong cái cung điện bằng ngọc, con sẽ làm được cái lễ này, thấy không? Đó, mà thành ra cuối cùng con chết rồi, cái điều này chưa xảy ra trong thức của con. Giờ con ta mới được, nghĩa là làm đủ mọi chuyện ta làm ở thành phố New Delhi đó, mà ngày tác đủ duyên rồi bị đổi việc, đổi tùm lum lên tới gần trên núi luôn. Rồi tình cờ lên trên cái đoàn đó thì gặp một ông bác sĩ già mà nói tuyết tu vậy đó, giờ mới kêu lại. Lúc đó ông dùng cái tâm quá hiện ra nguyên một cung điện bằng ngọc vậy nè, đứng đó làm lễ cho ông. Làm lễ xong tất cả những cái kiếp, cái những tiền kiếp tu tập trước ông, cái bản thể, cái căn bản trí ông đã bật lại tất cả những pháp tu của ông hiển lộ ra, sau này thành ra đạo sư luôn. Và sau này là một trong những đạo sư rất là nổi tiếng ở bên Bà La Môn, là dạy những cái pháp thiền gì Bà La Môn mà rất là nổi tiếng mà tôi quên tên. Thành thử ra nếu người nào có những nghiệp tiên tục, nó là những nghiệp mà trong những kiếp trước đã tu rồi đó, thì do cái sự quán đảnh mà khai mở này là tất
cả những cái biểu lộ của cái căn bản trí bự độ công đức, họ sẽ bộc lộ ngay lập tức. À, thành ra họ ngay lúc đó họ sẽ có năng lực. Có nhiều người vừa làm xong là có năng lực liền. Còn nếu mà cái kiếp này mình bắt đầu thì nó chỉ là có cái là họ đang tạo chủng tử thôi, mình chưa biểu lộ được, nhưng mà mình có cái hạt mầm để mà nó phát triển ra, do cái tâm mình tập đúng theo cái cách để mà khiêu gợi là tất cả những cái công đức của cái bản tánh căn bản trí của mình hồi nào tới giờ, cũng giống như ngài Lục Tổ nói là nào ngờ mình đầy đủ công đức vậy đó ha, thì mình sẽ hiện ra rõ ràng giống như một vị bổn tôn để mình làm tất cả các nhiệm vụ. À, mà trong đó là trong gì, là cho chúng sanh thôi chứ hoàn toàn không có gì mình nha. Nó là lợi lạc cho chính mình, thực sự có nghĩa rằng là làm lợi lạc cho chúng sanh. Bởi vì nếu tất cả những người chung quanh hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc. Thấy không? Đó, thành thử ra khi mà mình còn nghĩ tới hạnh phúc riêng của cá nhân mình thì mình sẽ khổ não. Thấy không? Đó, thành thử ra cái quan niệm của Phật tông mới nói là làm sao con tu để mà làm sao con làm lợi lạc cho tất cả mọi người, tức là con làm tu cho chính con. Đó, thành cái quan niệm Phật tông như vậy. Hay là nó tu dùng con đường nó dạt từ nhà ái. Đó, mình nhớ kỹ như vậy. À, vì cái quan niệm như vậy tức là phải nương tựa tuyệt đối à, vào một cái bổn tôn mà hiểu rõ những đặc tính từ thân tướng à, từ thân mập, từ cái ấn pháp à, và từ thần chú à, để bao nhiêu công đức của cái căn bản trí của mình nó sẽ có cơ hội nó bộc phát ra à, và phải nhờ một cái năng lực đầu tiên nó gọi là nhân năng lực khai mở à, cái năng lực khai mở này á qua mặt tông á, nó nói là những cái năng lực à, thuộc về bán đảnh à, thầy mặt tông có gì phải qua hệ thống bán đảnh. Hệ thống bán đảnh thì mình so sánh cũng giống như là quý vị vào à, muốn làm Phật tử thì quý vị phải thọ giới rồi à, nhưng mà cái vấn đề thọ giới để trở thành Phật tử nó gọi là học tổng pháp à, tức là mình thọ giới để Phật tử để mình học tất cả các pháp như tôi nói đó. Con đường mặt tông đó, trước khi bước vào đạo lộ mặt tông có gì phải học đạo lộ chung. Đạo lộ chung nó gọi là đạo tổng pháp, nhưng mà đạo lộ chung của Mật Tông á, thì nó gồm có hai đạo lộ. Một đạo lộ xả ly của bên A La Hán là phải học à, rồi đạo lộ thứ hai là đạo hộ tánh không và bồ đề tâm của đại thừa là phải học. Rồi sau đạo lộ đó thì họ mới học cái đạo lộ Mật Tông. Lý do tại sao như vậy, thấy không, là tại vì nếu không xả ly các pháp thế gian đó, thì không có nỗ lực thuần Mật Tông được. Thấy không, vì tôi Mật Tông mà muốn cho cái những năng lực trong hiện đời mà nó thành tựu hết những cái năng lực như vậy, thấy không, à, để mà có thể độ chúng sanh á, thì tất cả phải xả ly hết tất cả những ác pháp. Thấy không? Thành năng dân mà to mà khi nó tu thì nó tu dữ lắm. Thấy không? Đó. Thành thử ra lý do đó là nó học cái đạo lộ xả ly à, là cái đạo lộ của thành dân A Di Đà Hán, mà học là học không để không phải để giải thoát, mà học để cho tâm nhàm chán trong các pháp thế gian không dính mắc nữa à, khi cái tâm của mình mới bỏ cái này đó, thì nắm cái kia mới được. Thấy không? Đó là chỉ là cái đạo lộ thứ hai à, là đạo lộ lộ nhìn các pháp thế gian, biết cách chuyển hóa các pháp thế gian để không sợ thế gian mà vào. Thấy không? Chàng thế gian khổ à, như Bồ Tát nhìn thế gian nó không thấy cái tướng khổ, vì Bồ Tát đã dùng cách chuyển hóa thế gian đi. Chẳng hạn như mình nhìn mặt này của cái này đó, thì mình thấy được cái những cái bông này, những bông này mà không thấy. Thấy không? Thì nó cũng là một cái đó qua thôi. Thành Bồ Tát vẫn cũng nhìn như mình, nhưng mà ngài nhìn cái này mà thấy khổ thì ngài nhìn thôi đây, thấy cái tướng khác để mà ngày vào thế gian này không chướng ngại, cũng như đó qua cũng như thế gian vậy đó. Cái gì nhìn theo nhiều cái mặt khác nhau, thấy không? Đó, bây giờ muốn vào thế gian không được thì phải cách biết cách chuyển hóa tất cả pháp thế gian thành ra cái đạo lộ của con đường đi của Bồ Tát đạo. À, thì cái này tôi nói tới nó luôn, nó tôi lưu hoài để cho quý vị đã nghe đạo lộ ở đây. Thầy Pháp Chánh cũng giảng, rồi tôi cũng giảng rất là nhiều. Chẳng hạn như cái người làm cho mình sân giận à, thì A La Hán đó phải tránh hết thế gian để cái tâm sân không có nổi lên, không có thế lực, rồi tu thiền định để mà trấn áp dạy diệt luôn. Các Bồ Tát vừa muốn độ sanh, thấy không, nên lấy cái sân ha, làm cái công đức. Bồ Tát tập nhẫn nhục, Bồ Tát tập từ bi, Bồ Tát mới nói rằng là nếu không có người làm mình sân giận, làm sao có nhẫn nhục ba la mà mình thành. Do gì cái công đức của Bồ Tát là do pháp nhẫn nhục mà thành được cái thân tốt đẹp, 32 tướng tốt, 82 giá đẹp là do cái học pháp nhẫn nhục. Còn nếu sân hận thì cái thân nó sẽ xấu xí như quỷ thần vậy đó. Không? Đó, nên cái người nào làm cho Bồ Tát sân hận để cho Bồ Tát có dịp tạo nhẫn nhục, thì Bồ Tát thấy là người ân của mình à, cái người mà đã tạo thành một cái cơ hội để mình tu luyện cái phép của mình, nên cái tâm cảm ơn người đó, nên tự nhiên sân hận nó mất. Thành ra phải nhìn cái đó sân hận mà chuyển quá nó, mà thành ra không có sân hận, thành ra vào trong sân hận mà thấy tự tại.
Để tại vì bộ pháp có cái cách để chuyển, hiểu không? À, thì mình cái này con đường này là con đường Bồ Tát Độ, dạ là mười là Phật. À, tôi không có nói nhiều về con đường Bồ Tát Độ, thấy không? Là tại vì mình đương nhiên là bởi vì tôi nói con đường Mật Tông là cái con đường đó nó là nó vượt ngoài hai con đường kia, tức là quý vị phải biết cái đạo lộ chung thì quý vị mới đi Mật Tông được, thấy không? Thành ra kể như là mình chỉ nói về cái pháp số thôi, cái tên đó là tự động quý vị phải hiểu. À, rồi quý vị mà nếu mà trường hợp mà quý vị không có hiểu đó, dạ nam mô A Di Đà Phật, dạ mời thầy. Dạ. Dạ. Dạ A Di Đà Phật. Dạ. 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 Thầy pháp danh gì vậy? À, thành ra trong cái đạo đạo tâm như mình nói như hồi sáng mình đã mình đi khai tiếp á, thì nó là cái đạo lộ cũng như mình học chuyên ngành vậy đó. Và học chuyên ngành đó có nghĩa rằng là cái tâm mình phải đổ dồn về cái ngành đó. Chẳng hạn như bây giờ mình tốt nghiệp đại học rồi, giờ mình muốn học kỹ sư thì mình phải đổ dồn hết về học về hóa học vật lý thành kỹ sư. Còn mình học về thuốc thì mình học chuyên ngành về để thành một ngành y sĩ. Hay còn mình muốn học về luật thì mình học chuyên môn về những cái pha về luật đại khái vậy đó. Thành ra mặt tổng mà học chuyên ngành đó thì mình phải có một cái cách để mà khai mở cái tâm thức của mình nó theo những cái bản nguyện đó, nó gọi là hệ thống quán đảnh, thấy không? À, thì trong một cái hệ thống quán đảnh đó thì cái nhiệm vụ một cái chánh đó là cái người làm lễ quán đảnh, cái người đó phải có đủ năng lực, thấy không? Đó, thành ra nãy thầy có chánh hỏi xong rồi là quán đảnh được không, thực sự tôi chưa đủ năng lực, tôi không dám trả lời, thấy không? Nhưng mà hỏi tôi được quyền truyền pháp không là tôi được quyền, thấy không? Là tại vì ông sư phụ tôi không cho pháp đó mà được làm, thấy không? Nó thành ra cái là mình làm sẽ được thôi, thấy không? Để cho quý vị cái là qualify để đi thôi, nếu quý vị sau này có cái việc mà quý vị học lịch quán đảnh thì nó hay hơn, thấy không? Chứ làm thì thực sự ra làm rất là thiếu sót và rất là mặc dầu biết cách á nhưng mà nó rất là thiếu sót. Lý do tại sao mà phải cái quán đảnh nó rất là cần thiết mà phải cần một cái vị thầy mà để khai mở cái tâm của mình. Thì trong cái quán đảnh nó có hai loại quán đảnh, một loại quán đảnh biệt bộ và một loại quán đảnh tổng bộ, thấy không? Thì cái loại quán đảnh biệt bộ là ông thầy tắt cái pháp nào truyền cái pháp đó. Chẳng hạn như ông thầy rộng đắc được cái pháp văn âm, ổng truyền cái pháp văn âm thì rồi là quán đảnh diệt một môn thôi. Còn quán đảnh tổng bộ là ông thầy không phải là đắc cái pháp đó, thấy không? Chẳng hạn như ông thầy đắc cái pháp văn âm mà ông truyền pháp văn thù, thấy không? Thì trường nguyên tắc đó mà ông thầy đắc pháp văn âm rồi văn thù có gì tập chậm lắm, thấy không? Nếu ông thầy mà đắc cái pháp văn âm mà truyền pháp văn âm á bây giờ chịu đi tập lẹ, là lý do tại sao? Là cái lễ quán đảnh là ông thầy phải biết hết cái bản nguyện cơ bổn tôn để khai mở, là ông khai mở trong tâm thức ông làm một cái gì đó, ông phải làm một cái lễ nó gọi là tự quán đảnh để mình thành người đó, thấy không? Cái trong cái buổi lễ đó là ông mở cái gì ra khỏi đạo trường hết, ông trong này ông cúng dường, ông kết ấn, ông quán nguyên cái mạng đà la của chư tôn, rồi ông mới kết ấn, ông bắt vào cái thời nguyện cơ bổn tôn, ông mới bắt cái gì bổn tôn nó do cái thời nguyện đó mà ông đã tu cái pháp đó rồi, cái tâm ông đang cỡ như vậy rồi. Lực ổng cũng đã tương đương vậy rồi, là nhờ chư tôn đó, trong cái thân ổng và trong chư tôn thể nhập là một, phải thể nhập là một rồi đó, thì ổng mới mời hết mười phương chư Phật gia trì hết tất cả những cái đồ trong bàn thờ của ổng, bàn thờ ổng nó trở thành ra tất cả những diệu dụng về công đức của Đức Phật, rồi xong là riêng cái đó đó rồi cái ổng mới quán tưởng một cái đàn tràng của chư tôn, tức là người trong đó cái lễ quán đảnh thật sự cho quý vị đó, ông thầy ổng làm tới ba nhiệm vụ đó. Cái nhiệm đầu tiên đó là ổng xuất hiện với hình thức là, ví dụ như Quan Âm đi, là ổng xuất hiện với hình thức là Quan Thế Âm thật sự, thấy không? Cái vị thứ hai đó là ổng phải quán đảnh là Quan Thế Âm hiện diện trước mặt, tại thực sự trong cái pháp giới viên dung á, là cái bản thể là nó có một thể nhưng mà quá thì vô lượng thân. Và cái thứ ba để là quán đảnh cho quý vị đó là ổng quán đảnh là nguyên cái mạng đà la của ngài Quan Âm á, nằm trong cái bình để mà quán đảnh cho quý vị, nằm trong cái dài để trao quán đảnh cho quý vị, nằm trong cái gương để quán đảnh cho quý vị. Tất cái đó là cái tâm của bổn tôn nằm ở đó, nhưng mà cái tâm bổn tôn là nói cái tâm là nó cái thân. Thành ra khi mà họ kết
kết cái tâm đó, kết luôn cái thân nằm trong đó, thì cả cái bổn tôm nó nằm trong đó, nó tan thành ra cái vật liệu nước trong này để rót cho quý vị uống, ha, để vô, để nó khai mở hết các tứ đại trong người của mình, vậy nó mở hết tất cả những đường thần kinh mà nghiệp quả mình khai mà, thì cái căn bản trí trong người mình nó mới đủ của hội, nó bộc phát ra. Mình bây giờ mình cũng như cục vàng mà ở ngoài là quặng vậy đó, bọc là đồng bắt đầu đó, ha, thì do cái năng lực của cái bán lãnh cũng như là cái kia đó, thì bắt đầu là những cái chất đó nó bị những cái chất xúc tác nó làm nó mòn đi, nó bớt đi, là cái năng lực của vàng nó dễ hiển lộ ra. Còn muốn hiển lộ thật sự á, thì sau cái bán lãnh rồi là bắt đầu là cũng như là đã chỉ cục vàng ở đâu rồi, thấy không, quý vị đã biết nó nằm ở đâu rồi, thì bây giờ quý vị phải gia công quý vị tu hành, thì các cái tu cái gia công tu hành của họ nó gọi là nghi quỷ tu pháp, nghi quỷ pháp, nó gọi là du già nghi quỷ, thì toàn bộ du già nghi quỷ là một hệ thống thiền định. Thì là nói pháp tu hành năm này quý vị cảm thấy một công tu thiền khủng khiếp lắm, nó tu thiền rất là nhiều, tu thiền từ đầu đến cuối luôn, chứ không có nói lại chuyện là chỉ có niệm chú không nha, nó tu thiền rất là dữ. Chị nói là chỉ có năng lực thiền định mới phát sanh thần thông, chỉ có năng lực thiền định mới thể nhập được bổn tôn, chỉ có năng lực thiền định mới đem được hết tất cả công đức và trí tuệ của mình dung hợp lại làm lại lạc chúng sanh. Thành đã nhờ năng lực thiền định gì mà họ đắc được ngũ thông, họ đắc được tất cả những cái pháp nó gọi là những hạ tất địa đó. Trong này khi mà quý vị thành tổ bồ tát, bổn tôn nó có hai cách thành. Sau khi quý vị tiếp cận bổn tôn được, tức là quý vị vào được cái thân mật của bổn tôn, vào được khẩu mật của bổn tôn, vào được ý mật của bổn tôn như là sáng mình giảng đó, thì nó sẽ thành tựu hạ tất địa. Cái tất địa thấp của họ là gì? Họ đạt được năm thần thông, chỉ từ lộ tâm thông là họ đạt không được. Thiên nhĩ thông tức là ai nói gì cũng nghe, nghe được mười phương thế giới. Thiên nhãn thông là thấy được tất cả những chuyện quá khứ, những chuyện tương lai, và thấy được xuyên qua là đất đai này kia vân vân. Rồi túc mạng thông tức là ai nghĩ cái gì nghĩ, túc thông là thấy những cái nghiệp tiền nghiệp mình trong những cái quá khứ. Tha tâm thông tức là ai nghĩ cái gì họ biết cái tâm tư họ sao. Và cái thần túc thông tức là biến hóa từ biến nhỏ biến lớn, lớn biến nhỏ, không biến có biến không, đàn ông biến thành đàn bà biến thành đàn ông, vân vân, biến lửa biến nước họ biến cái gì cũng được hết. Cái đó là gọi là thần thông thực sự. Cái thần thông nó không phải do một tập mật tông mà có, thần thông nó do thiền định mà có, ngoại đạo nó cũng có loại thần thông đó mà không cần mật tông, những thiền sư đắc thiền những có thần thông đó mà không cần tập mật tông, thấy không? Còn cái năng lực cái tất địa mật tông mà do gọi là thân cận bổn tôn mà chưa qua được trí bát nhã đó, thân cận bổn tôn nó có hai đoạn thân cận mới thân cận về phước đức thôi, thì sanh được bao nhiêu loại thần thông gì, thấy không? Mà đồng thời sanh được thần thông gì nữa, nó đó là thần thông này, thần thông đặc biệt của mật tông, tức là thần thông về đơn dược, bất cứ loại thuốc nào đó hay mà người đó trì chú vô uống cái gì nó cũng hết. Và thần tông về cái cặp mắt mà nhìn xuyên qua đất, tức là tất cả đều tại vì mục đích lợi lạc chúng sanh nên phải có cái năng lực là thấy được tất cả bảo tàng trong đất, thấy không? Nghĩa là thấy chỗ nào muốn rút ra cái gì là rút, lấy ra cái gì là lấy ra là lợi lạc cho người ta. Nó rồi là rồi cái thần thông gọi là có thể bay như hư không, bay như hư không, có thể tàng hình, thấy không? Rồi thần thông về linh kiếm nữa, tức là họ luyện cái kiếm mà hãy rút ra một cái đó, hay là hào quang nó chiếu ra một cái là bao nhiêu cái tâm ác chúng sanh đều biến mất hết, quỷ ma rồi là chạy xa hết, là những loại thần thông đặc biệt, nó gọi là những tất địa thông thường, tất địa đó là tất địa đó do tập